À, còn ông Hải, theo ông thì việc cấm hay là quản thuốc lá nung nóng hay là thuốc lá điện tử thì cần dựa trên những cơ sở nào? Chúng ta phải nhìn nhận hệ thống pháp luật trong cả một cái tổng thể của nó. Luật phòng chống tác hại thuốc lá không giao cái điều khoản này cho chính phủ quy định chi tiết. Nhưng chúng ta có luật đầu tư. Luật đầu tư đã đưa ra cái danh mục là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đấy là ngành nghề sản xuất kinh doanh thuốc lá. Và giao cho chính phủ quy định cái điều kiện đấy cho nó. Thì bằng cái luật đầu tư thì có thể sửa cái nghị định 67 này. Nếu như chúng ta xác định thuốc lá thế hệ mới, trong đó có nung nóng, là sản phẩm thuốc lá. Thì có thể sửa cái nghị định này để đưa cái điều kiện quản lý vào đó. Thì hiện nay cái 67 là đang quản lý hầu như đối với thuốc lá truyền thống. Thì bây giờ cần thiết phải quản lý cái thuốc lá thế hệ mới thì ta sửa nghị định 67 này, đưa nó vào là gì đâu? Là ông muốn được sản xuất thì ông phải đáp ứng những điều kiện A, B, C sau đây. Đó, thế rồi là sản phẩm đó phải được kiểm nghiệm thế nào, phải được dán tem như nào. Vậy thì nếu như cái thuốc lá nung nóng này mà nó là thuốc lá nhá, còn cách không phải thuốc lá thôi ông bà. Nếu nó là thuốc lá, như chị Liên nói là hiện nay là đang là nhập khẩu bằng con đường là tiểu ngạch, sách tay vân vân và không được chính thống. Thì mai mốt nếu nó được thừa nhận thì người ta sẽ cấp nó cái giấy phép nhập khẩu là được nhập bao nhiêu cái bao đó. Và về trong nước thì cũng được kiểm nghiệm và được dán cái tem. Và sau khi được dán cái tem, được kiểm nghiệm chính thống rồi thì kiểm soát được chất lượng và sẽ được đưa ra lưu hành trên thị trường. Và nhà nước chúng ta thu được thuế như tiến sĩ kinh tế vừa nói. Còn cái nào mà không có tem, tức là hàng đấy là hàng nhập lậu, không được đánh giá về mặt chất lượng, thì các cơ quan thực thi pháp luật sẽ tịch thu, sẽ tiêu hủy. Thì tôi cho rằng cái việc này cũng không có vấn đề gì gọi là khó khăn cả. Vấn đề quan trọng hiện nay đấy là cần phải có một cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ví dụ là chính phủ nếu như là sửa nghị định, hoặc là nếu là quốc hội nếu mà là sửa luật, thì phải có một người chủ sĩ, tức là chủ trì cái việc đấy, để báo cáo lên trên cơ quan nhà nước có thẩm quyền tất cả những cái vướng mắc khó khăn của cái việc hệ thống pháp luật của chúng ta, cũng như thực trạng hiện nay của câu chuyện là quản lý cái thuốc lá thế hệ mới, để rồi xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật.